Đây rồi các con vợ ơi, à các bác khách hàng ơi, đã có camera 360 độ dành riêng cho VF3 rồi nhá. Đây là hình ảnh mà các kỹ thuật viên đang tiến hành căn chỉnh anh em nhá, cần phải có bạt căn chỉnh để tạo ra mô hình cam 360 trên cái màn hình zin của xe. Đây là phía sau. Đây là toàn cảnh luôn các anh em ạ, toàn cảnh rất là nét và đẹp. Và đây là sườn bên tay phải, đấy, mọi thứ rất là nét các anh em nhá. Các kỹ thuật viên sẽ tiến hành lắp đặt cam lùi vào vị trí lùi zin, đấy, cam trước vào vị trí trước và hai cam sườn được gắn ở dưới cái gương. Nó hơi dị một chút, không giống như dòng gương của xe khác, do vậy phải lắp vào đúng vị trí này anh em ạ. Đấy, công đoạn căn chỉnh các kỹ thuật viên đang tiến hành hoàn thiện rồi anh em nhá. Sau khi lắp đặt xong thì anh em chỉ cần di chuyển trên đường thôi. Mọi ngõ ngách, mọi vị trí hẹp chúng ta đều có thể vào được bằng một cam 360 độ thôi anh em nhá. Anh em hãy đặt lịch ngay để được trợ giá tốt nhất cho camera 360 độ dành riêng cho VF3. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.